Xin chào quý anh chị, thì chuyện gì đang xảy ra với thị trường cryptocurrency vậy quý anh chị? Ngày hôm nay thì đồng P Network, đồng Bitcoin tăng lên tới mức gần 1 đô la một bi quý anh chị. Những đội lái buôn liên tục đẩy giá đồng bi. Thị trường OTC bi tăng cực mạnh luôn. Những ông trùm OTC ở Cần Thơ, ở Đắk Nông, ở thành phố Hồ Chí Minh liên tục mua bi với giá cao. Không biết là có những thông tin gì mới về đồng Bitcoin quốc hay không, nhưng mà những ông trùm OTC gom bi liên tục luôn, ông trùm OTC USDT á, thì họ bắt đầu nhảy vào mua đồng bi với giá cực cao, có lúc lên tới gần 1 đô la một bi quý anh chị. Nhiều ông trùm OTC nhảy vào mua bi và đẩy giá bi lên cực cao luôn quý anh chị. Không biết là có những thông tin gì mới về đồng bi network hay không, cái này mình chưa cập nhật được. Nhưng mà đội lái buôn Việt Nam đang đẩy giá đồng bi cực mạnh luôn. Có những ai muốn thanh khoản đồng bi thì có thể bán với giá gần 1 đô la một bi. Hiện tại thì thị trường đang rất là sôi động quý anh chị. Những ông trùm OTC từ miền Bắc và miền Nam đang gom bi cực mạnh. Tâm không biết là còn những thông tin gì mới nhất về thị trường bi network đang được cập nhật trên hệ thống của bi, hay là Bi đã gọi được vốn hóa đầu tư lớn, hay là sẽ open money và list lên những cái sàn lớn các bạn. Nhưng mà có một sự thật là đang có một đội đang đẩy giá đồng bi và mua bi cực mạnh, gom bi cực mạnh. Bitcoin vẫn là tài sản tốt nhất năm 2024 quý anh chị. Bất chấp quý 3 đầy biến động, Bitcoin sụt giảm trong quý 3 đúng không quý chị? Nhưng mà hiện tại Bitcoin vẫn là tài sản tốt nhất năm 2024. Công ty phân tích New York Digital Investment Group đã công bố một bản báo cáo đáng chú ý về tình hình của Bitcoin trong năm 2024 quý anh chị. Giám đốc công ty New York Digital Investment Group cho rằng Bitcoin trong 6 tháng qua chưa bứt phá khỏi mức 73.800 là do áp lực bán từ chính phủ Đức và chính phủ Hoa Kỳ là 3 tỷ đô quý anh chị, và việc hoàn trả của sàn MTGOT Genesis là 13,5 tỷ đô cho các nhà đầu tư, là áp lực bán lớn làm cho giá Bitcoin chưa bứt phá qua khỏi mức là 73.800 đô. Đây là một nghiên cứu từ công ty đầu tư New York Digital Investment Group. Trong 9 tháng đầu năm nay thì vàng tăng 26.1%, bạc tăng 30% và sàn Nasdaq tăng 21.8% quý anh chị trong 9 tháng đầu năm. Thì các chỉ số trong đó thì giá trị của bạc là tăng cao nhất là 30.6%, vàng là chỉ tăng là 26.5%, và chỉ số Nasdaq Composite của Hoa Kỳ là 21.8% trong vòng 9 tháng đầu năm nay. Cuộc bầu cử vào tháng 11 tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường cryptocurrency quý anh chị. Hiện tại thì ông Donald Trump ủng hộ trực tiếp 100% cho Bitcoin, bà Kamala Harris cũng ủng hộ cho Bitcoin, nhưng những nhà đầu tư thì có thể khả quan hơn là ủng hộ ông Donald Trump, bởi vì ông Donald Trump sẽ dành 100% ủng hộ cho nền kinh tế của cryptocurrency Bitcoin quý anh chị. Hiện tại thì giá đồng BTC đã tăng, trong tuần hôm nay nó đã tăng lên mức 63.500 đô trên một BTC, và cái cuộc bầu cử vào tháng 11 tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp với giá Bitcoin quý anh chị. Tới giá Bitcoin, những chính sách nới lỏng nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như nới lỏng nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là Trung Quốc góp phần đẩy dòng tiền vào thị trường cryptocurrency. Hiện tại chúng ta đang thấy thị trường hồi phục lại với sắc xanh rực rỡ, và kỳ vọng là Bitcoin sẽ phá được cản 73.800 trong quý 4 này quý anh chị, quý 4 này kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục lại. Tâm thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Có những thông tin nào mới nhất về thị trường cryptocurrency thì Tâm sẽ cập nhật trên kênh TikTok và kênh YouTube của mình. Chúc quý anh chị ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thân chào.